Thưa quý khán giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh truyền hình Tây Ninh hôm nay sẽ cập nhật nhanh những thông tin đang được quan tâm. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, rau rừng, bánh tráng phơi xương là đặc sản của Tây Ninh. Hai sản phẩm này được công nhận là sản phẩm ô cốp. Những ngày xuân, rau rừng và bánh tráng phơi xương được nhiều người yêu thích và lựa chọn. Sản phẩm rau rừng và bánh tráng phơi xương của cơ sở Thanh Thúy đạt u cấp 3 sao, được chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất an toàn, người dùng an tâm và tin tưởng. Những ngày cận Tết, rau rừng và bánh tráng phơi xương sản xuất ra được tiêu thụ hết. Mặc dù được chuẩn bị với số lượng khá cao so với mọi năm, nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp cho các đầu mối do đơn đặt hàng khá nhiều. Bánh tráng phơi xương và rau rừng còn được nhiều gia đình đặt mua để dùng trong 3 ngày Tết. Rau rừng liên tục bị cháy hàng. Ngoài việc cung cấp cho các chuỗi nhà hàng và các tiệm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, rau rừng và bánh tráng phơi xương trảng bàn đã có mặt ở một số siêu thị trong nước. Năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh có nhiều khởi sắc với nhiều kết quả đạt vượt hơn so với kế hoạch. Năm qua, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất góp phần làm tăng năng suất, chất lượng các nông sản trên địa bàn tỉnh giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 1 hectare đất trồng trọt trên 100 triệu đồng. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 565 hecta, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hectare nuôi trồng thủy sản đạt gần 800 triệu đồng, tăng 8% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi tăng mạnh, có 22 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngoài ra đã thẩm định được 215 hồ sơ xin chủ trương xây dựng 342 nhà yến. theo như dự báo của ngành du lịch trong dịp lễ hội xuân quý mão lượng khách du lịch tới tây ninh sẽ tăng cao để quản lý tình trạng kinh doanh buôn bán tại các khu điểm du lịch trong dịp tết thanh tra sở văn hóa thể thao và du lịch tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung ứng dịch vụ theo đó, tăng cường kiểm tra xử lý không để xảy ra tình trạng nâng giá chèo kéo ép khách gây sốt giá kiếm lợi bất chính, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Tây Ninh, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao du lịch, đảm bảo phục vụ Tết nguyên đáng vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan thu lợi bất chính. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 650 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có một khách sạn 5 sao, một khách sạn 3 sao và 11 khách sạn 2 sao. Những cơ sở lưu trú này có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của du khách trong dịp Tết Nguyên đán và hội xuân năm nay. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực sẵn sàng phục vụ du khách. Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú còn chú trọng vấn đề đảm bảo an ninh an toàn cho du khách việc các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ đón tiếp tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách đã góp phần xây dựng hình ảnh quê hương và con người tây ninh mến khách nghĩa tình Trong những ngày Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023, Điện lực thành phố Tây Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường khả năng vận hành của hệ thống điện để phục vụ người dân đón Tết vui xuân. Đặc biệt trong những ngày này thì cán bộ công nhân điện lực thành phố Tây Ninh đã và đang nỗ lực thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ ứng trực với phương châm vui xuân mới không quên nhiệm vụ, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục phục vụ người dân vui xuân đón Tết. Tính đến tháng 12 năm 2022, Câu lạc bộ nữ từ thiện đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hòa Thành, bến cầu Châu Thành, Tân Châu tổ chức trao tặng 10 con bò sinh sản cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc phụ nữ khuyết tật, tổng trị giá 220 triệu đồng. Hiện tại, câu lạc bộ nữ từ thiện tỉnh có 14 thành viên chính thức và 5 thành viên danh dự. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ mong muốn trong thời gian tới sẽ tăng thêm về số lượng thành viên để có thể trao tặng ba con bò sinh sản một tháng thay vì hai con một tháng như hiện nay. Báo cáo nhanh về tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 chiều mùng 1 Tết Bộ Tài chính cho biết tình hình cung cầu trên thị trường trong các ngày diễn ra bình thường, không có diễn biến bất thường về giá. Do việc sản xuất dự trữ nguồn hàng phục vụ Tết được triển khai sớm nên lượng hàng quá dồi dầu, chủng loại đa dạng, tổ chức lưu thông thông suốt trên địa bàn cả nước đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhu cầu mua sắm cơ bản ổn định không tăng nhiều, chủ yếu là qua quả tươi, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống. Hệ thống siêu thị trung tâm thương mại lớn tiếp tục là những địa điểm được người tiêu dùng lựa chọn do tạo sự yên tâm cho người mua về nguồn gốc thương hiệu hàng hóa, giá cả bình ổn, cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngay từ đầu năm, xuất khẩu trái cây Việt Nam đã đón tin vui khi những lô hàng nhãn đầu tiên của Việt Nam đã lên đường xuất nhật. Thị trường lớn nhất là Trung Quốc thì đã giao thương sôi động trở lại. Khi thế xuất khẩu đầu năm tạo đà cho trái cây, mở đường tăng trưởng, nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu tròn 4 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục đưa trái cây Việt chinh phục thế giới. Ngay trong những ngày đầu năm, 10 tấn nhãn Indo đầu tiên của Việt Nam đã chính thức lên đường sang Nhật Bản. Đây là trái ngọt sau 6 năm Việt Nam nỗ lực đàm phán mở cửa thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Từ đây, 70 đến 100 tấn nhãn sẽ đều đặn xuất Nhật mỗi tháng. Từ sau khi bưởi chính thức xuất sang Hoa Kỳ và sầu riêng chính ngạch vào Trung Quốc, thì cửa xuất ngoại ngày càng mở rộng và thương hiệu trái cây Việt càng được khẳng định trên thị trường thế giới. Đây là nỗ lực của doanh nghiệp khi chủ động hợp tác với nông dân, mở rộng vùng trồng cấp mã số, đảm bảo an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn đóng gói, nâng chất lượng sản phẩm trái cây xuất khẩu cùng với những cơ hội đang mở ra từ các thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã phê duyệt đề án phát triển 14 loại cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030 là cơ sở để quy hoạch phát triển ngành trái cây theo hướng bền vững, tăng giá trị, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ đô la Mỹ năm 2023 và chinh phục mốc 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết, đông đảo người Việt tại Pháp đã đi lễ chùa đầu năm. Năm nay mùng 1 Tết Nguyên Đán, đúng vào ngày Chủ nhật, thời tiết khô ráo đã tạo điều kiện cho bà con kiều bào và thanh niên, sinh viên đi du xuân. Tại chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris, hàng trăm Phật tử người Việt, người Pháp đã cùng nhau trải hội lễ Phật. Lễ hội bắt đầu từ sớm với màn biểu diễn võ thuật của môn phái Hòa Long Võ Đạo do võ sư Đinh Xuân Anh Tuấn và các học viên thực hiện bất chấp tiết trời lạnh giá đến không độ, các tiết mục múa quyền cơ bản, binh khí mang đậm dấu ấn võ cổ truyền Việt Nam đã thu hút hàng trăm khán giả theo dõi cổ vũ. Trong buổi lễ Phật đầu năm, thượng tọa trụ trì Thích Tâm Huy đã chủ trì nghi lễ tụng kinh niệm Phật cầu quốc thái dân an, cầu mong năm mới hòa bình, thịnh dưỡng cho tất thảy chúng sanh, nhất là cộng đồng người Việt tại Pháp thầy cũng đã thay mặt Phật tử gửi lời chúc mừng năm mới và chia sẻ tình cảm với những người con không có điều kiện sum họp với gia đình trong tiết xuân đầu năm. Thầy Tâm Huy cũng đã tiến hành phát lộc cho tăng ni Phật tử và người dân đi lễ Phật. Ngay sau đó, bà con cộng đồng và khách vãng cảnh chùa được thưởng thức bữa cơm chay do hội Phật tử tại chùa và các tình nguyện viên chuẩn bị với đầy đủ những món ăn mang hương vị quê hương từ bánh chưng, cơm trắng, miếng xào nấm mộc nhĩ giúp họ vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Đến hẹn lại lên, trong không khí tưng bừng đón Tết Quý Mão 2023, nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ đã cho ra mắt các bộ sưu tập tràn ngập sắc xuân, hình tượng các linh vật, hoa lá và đặc biệt là sắc đỏ rực rỡ trên các trang phục và phụ kiện, dường như muốn lan tỏa tinh thần lạc quan, sự may mắn và hạnh phúc đến tất cả những tín đồ yêu thời trang. Nhân vật chính trong bộ sưu tập của nhà mốt Gucci đến từ nước Ý chính là những chú thỏ xinh xắn, tinh nghịch trong khu vườn tràn ngập sắc hoa và cây cỏ. Các người mẫu trong trang phục áo lụa cùng váy xếp ly to bản. Trong khi các mẫu nam khỏe khoắn với áo len họa tiết, ghi lê phao và áo khoác denim bomber. Thương hiệu xa xỉ Givenchy và hãng phim Disney đã bắt tay nhau để ra mắt bộ sưu tập kỷ niệm 100 năm thành lập đế chế ngành giải trí này. Nhân vật chính là chú thỏ may mắn Oswald với đôi tay dài, nhân vật hoạt hình đầu tiên được Disney sáng tạo hồi năm 1927. Shine a Light, tỏa sáng là tên của bộ sưu tập mừng năm mới âm lịch của Miu Miu, với các trang phục trắng đen và ánh kim phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tưng bừng của các bữa tiệc. Chiến dịch quảng bá đã khắc họa hình ảnh của phái nữ hiện đại, mang phong cách preppy tân cổ điển sành điệu. Tommy Hilfiger đã cho cô thỏ Miffy của họa sĩ Balan Dix Bruna lên các trang phục của mình, đem đến sự dễ thương, trẻ trung và hết sức năng động. Bộ sưu tập cũng tập trung vào bảng màu biểu tượng của thương hiệu này là trắng, đỏ và xanh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tenintv.vn, xem lại chương trình trên kênh youtube truyền hình Tây Ninh hoặc cả ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.